Chào các bạn, mình là Trang, là một thành viên trong nhóm học văn chị Hiên. Ngày hôm nay là buổi học đầu tiên của bọn mình trong chuỗi thử thách 5 ngày dậy sớm học văn cùng chị Hiên. Trong buổi học đầu tiên này thì chị có ôn tập lại cho bọn mình bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Sau khi kết thúc buổi học, chị có đưa ra một thử thách nho nhỏ cho bọn mình, đó là phân tích cái khổ thơ thứ ba của bài thơ Tây Tiến dựa trên những cái ý cơ bản mà chị đã đưa ra, cũng như là những kiến thức mà bản thân bọn mình đã học được ở trên trường. Việc làm video chia sẻ này, chị có nói với bọn mình rằng nó không chỉ giúp ích cho bọn mình nhớ lại kiến thức lâu hơn, kiểm tra được kiến thức của bản thân, mà còn giúp cho bọn mình rèn được cái sự tự tin. Cho nên là chị rất là khuyến khích bọn mình làm cái video này. Tiếp theo đây thì mình xin bắt đầu vào cái bài viết của mình. Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, cũng rất mực đa tình. Bởi lẽ bên cạnh việc làm thơ, viết văn, ông còn biết vẽ tranh và soạn nhạc. Nhưng nói về thơ, ta biết đến Quang Dũng là một nhà thơ, nhưng đồng thời cũng là một chiến sĩ cách mạng. Cho nên bởi vậy, ông mang trong mình một hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn, hào hoa. Đặc biệt là khi ông viết về người lính Tây Tiến và sứ đoài Sơn Tây của mình. Quang Dũng còn được biết đến là một nhà thơ một bài, và Tây Tiến chính là bài thơ tiêu biểu cho đời thơ Quang Dũng. Nó thể hiện sâu sắc phong cách nghệ thuật của nhà thơ. Đặc biệt, nổi bật trong bài thơ là bức tượng đài bất tử về người lính Tây Tiến với vẻ đẹp kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn, uy tráng. Nói nhắc đến bài thơ Tây Tiến, trước tiên là ta nói đến hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Tây Tiến là một đơn vị bộ đội thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt Lào, đánh tiêu hao lực lượng quân đội Pháp ở thượng Lào cũng như ở miền Tây Bắc, ở miền Tây Bắc Bộ Việt Nam. Chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều là học sinh, sinh viên như Quang Dũng. Chiến đấu trong hoàn cảnh rất mực, gian khổ, khó khăn, khắc nghiệt, thiếu thốn về vật chất, bệnh tật, sốt rét, hoành hành dữ dội. Vì vậy, họ vẫn sống rất lạc quan, cuộc đời rất dũng cảm. Đoàn quân Tây Tiến sau một thời gian hoạt động ở Lào trở về hòa bình, thành lập trung đoàn 52. Cuối năm 1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác, nhưng rời xa đơn vị chưa được bao lâu. Tại phủ Lưu Tranh thuộc Hà Nội, ông nhớ về thiên nhiên Tây Bắc, nhớ về đồng đội của mình. Ông đặt bút viết bài thơ Tây Tiến. Phần đầu của bài thơ Tây Tiến cũng chính là cảm xúc chủ, cũng thể hiện rõ được cảm xúc chủ đạo của bài thơ, đó là nỗi nhớ của tác giả về đồng bào, về đồng chí, đồng đội của mình, cũng như về thiên nhiên, về con người Tây Bắc, về những khó khăn gian khổ trên đường hành quân, đặc biệt là những kỷ niệm với con người, về đặc biệt là những kỷ niệm với người dân đồng bào Tây Bắc trong đêm liên hoan. Tiếp sau đó thì ta nói đến cái hình tượng của người lính Tây Tiến với vẻ đẹp kiêu hùng. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá, sự oai hùng. Nếu như ở những dòng thơ đầu của bài thơ, người lính chỉ được gợi tả qua những nét mơ hồ, khó khăn trên đường hành quân, thì ở đây các anh hiện lên rất thực, đầu trọc da xanh. Hình ảnh của họ kỳ dị là vậy, nhưng ẩn sau đó ta thấy được một điều sự tàn nhẫn. Họ không có tóc bởi vì tóc rụng đi, bởi vì họ cạo đi để tiện hơn trong việc chiến đấu. Xanh, quân xanh màu lá ở đây là chỉ những mảnh lá ngụy trang của họ, chỉ màu xanh của những rừng Tây Bắc, và đó cũng chính là làn da xanh tím của các anh vì lạnh, vì bệnh sốt rét. Đó chính là hiện thực mà nhà thơ không hề trốn tránh, nhưng dưới cái nhìn của người lính, trong suy nghĩ của các anh. Các anh không mọc tóc là bởi vì các anh không thích, các anh không thần, các anh không cần. Đó là cái sự hóm hình, cũng là cái sự ngạo nghễ của các anh trước những khó khăn khắc nghiệt của cuộc chiến đấu. Kết hợp cùng với các từ hàn viện, đoàn binh, ao hồ, đoàn lễ vật nên khí phách oai hùng của người chiến sĩ.
không vì ốm yếu, bệnh tật mà tiểu tụy, nản chí. Với cái sự ngạo nghễ đó, họ vượt lên hiện thực khốc liệt. Các những người lính tây tiến, họ vẫn mang những vẻ đẹp hùng dũng, kiên cường như một người anh hùng sử thi. Không chỉ là vẻ đẹp kiêu hùng đầy khí thế, người lính của chúng ta vẫn là những chàng trai Hà Thành. Họ chỉ đang ở độ tuổi 18, 20 và có cho mình vẻ đẹp hào hoa, lãng mạn. Nếu như ở đầu bài thơ, sự hào hoa đó được thể hiện ở việc mở lòng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng Tây Bắc, xài khao sương lấp, mường lát hoa về, mưa xa khơi. Họ hòa mình vào với con người miền sơn cước trong đêm liên hoan, hội đúc hoa, âm thanh của tiếng khèn, tiếng nhạc. Dù rằng gặp bao nhiêu khó khăn trong chặng đường hành quân đó, thì đến khổ thơ thứ ba này, người lính lắng đọng lại với những giây ở chiến trường. Mắt trường vượt mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội giá kiều thơm. Mộng và mơ của người lính được gửi về hai phương trời, nối tiếp nhau giữa ngày và đêm. Ngày đó là mộng chinh phục, xiết giặc lập công. Đôi mắt của các anh trừng lên đầy nghiêm nghị, chứa biết bao căm hờn, quyết tử với kẻ thù, khát khao giành độc lập. Thì đêm đó là khi họ mơ về gia nhân, họ mơ về dáng hình thân yêu, họ mơ về bóng dáng thân yêu của mình. Đó là Hà Nội, là quê hương của các anh, cũng là người con gái anh thương. Dáng kiều thơm ấy tiếp thêm động lực tinh thần cho các anh vượt qua bao khó khăn nơi chiến trường, chứ không phải là làm cho những người lính nản chí nản lòng. Ấy thế mà có lẽ mấy ai biết rằng chính vì hình ảnh thơ này khiến cho bài thơ đã bị dừng lại và kiểm duyệt, vì nó kiểm duyệt xem nó có phù. Ấy thế mà có lẽ mấy ai biết được rằng chính hình ảnh thơ này khiến cho bài thơ bị dừng lại vì kiểm duyệt xem nó có phù hợp với thời cuộc hay không. Nhưng rất may, sau đó bài thơ đã được trở lại với bạn đọc. Và trong cái nét hào hoa lãng mạn đó còn là vẻ đẹp bi tráng. Giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, súng mã gầm lên khúc độc hành. Ra trận không thể tránh khỏi những mất mát, đau thương, đó là cái đi. Chạy dọc suốt chiều dài đất nước là những đấm mồ của người lính. Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, ra đi nơi chiến trận đâu có được chu đáo như ngày nay. Các anh ngã xuống, nhưng che cho các anh là tấm áo bào, là chiếc áo mà các anh mặc trên chiến trường. Ở đây, phép đạo ngữ giải rác cùng hình ảnh áo bào đã tô đậm thêm cái sự khó khăn thiếu thốn nơi chiến trận, sự hy sinh không thể nào cậy xiết. Trong nét bi là nét tráng, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đời xanh ở đây là hình ảnh hoàn du tượng trưng cho tuổi trẻ của các anh, dù ra đi khi còn rất trẻ, chưa cảm nhận được hết những tình cảm, tình yêu đôi lứa, nhưng các anh không hề tiếc nuối. Các anh lựa chọn ra đi nơi chiến trường là chấp nhận cái sự hy sinh. Tấm lòng đó của các anh mới thật là cảm động, xúc động và trân trọng trước điều đó, cũng như phần nào làm giảm đi sự mất mát đau thương. Nhà thơ sử dụng phép nói giảm, nói chính, anh về đất. Các anh là trở về với đất mẹ chứ không hề biến mất. Các anh hóa thân mình vào lòng đất để làm những dáng hình xứ sở, dù rằng chẳng ai nhớ mặt biết tên. Đó là cách nhà thơ bất tự hóa sự ra đi của người lính. Cùng với đó là việc sử dụng từ Hán Việt của nhà thơ, nó không chỉ gợi sự linh thiêng, trang trọng mà còn xua tan đi sự áp đặt trong cái hy sinh đó. Và sự ra đi của các anh khiến cho thiên nhiên, núi rừng cũng phải đau đớn. Tiếng gầm của sông mã như bạn nếu tiến đưa người lính. Sông mã đi cùng với các anh trên chặng đường hành quân, cũng tiến đưa các anh trở về nơi đất mẹ. Chúng ta đều cảm nhận được rằng ngay cả khi chết, họ cũng mang chất nghệ sĩ tài hoa. Đó là cái đẹp bi tráng chứ không hề bi lụy.
nhà phê bình Phong Lam nhận định rằng Tây Tiến là một tượng đài bất tử về người lính vô danh. Quả thực là như vậy, các anh dù đã ra đi nhưng vẻ đẹp kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn, bi tráng đó vẫn luôn còn mãi trong tâm trí của người đọc bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Không chỉ góp phần làm đẹp thêm nền văn học Việt Nam mà nó sẽ luôn còn mãi trong trái tim của mỗi độc giả yêu thơ, yêu đất nước. Và qua bài thơ Tây Tiến này thì mỗi bạn đọc chúng ta cũng rút ra được những bài học quý báu cho bản thân mình. Đó cũng chính là cái ý nghĩa to lớn hơn cả mà bài thơ Tây Tiến đã mang lại cho những thế hệ bạn đọc trẻ hiện nay.